Hiếu quay lại nói gì đi. Hello, chúng tôi đang đi lên tàu điện ngầm để đến Tam Sui Su Huy. Tam Sui Su Huy. Vâng. Và Big River. Đây là người dẫn chương trình của chúng tôi. Trước mặt là hai chị người Đài Loan. Người Đài Loan, hai bầy. Cách ăn mặc rất là kỳ dị. Rất nhiều túi. So many bags. Oh, cái tàu điện ngầm ở bên dưới thì một cái này. Đây à, ta mua vé đây à? Đưa thẻ công ty ra quẹt. Thẻ nhân viên đây. Sorry. Oh, thank you. Đi red line đúng chưa đây? Đúng đi, sai thì chết rồi. Đi lên tận cùng của Tổ quốc à? Tận cùng Tổ quốc luôn. Đi xuống hay là đi đường nào? Tam Sui này. Ồ. Oh. Thấy không? Tam Sui. Chắc đi. Gà quá. Mất cái này là chết đấy. Phải giữ à? Tam Sui có phải vào đây không?
anh chỉ cần nói tam xui xong chỉ vào đây thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh hả? Mới tới bạn à. Cả buổi không chịu đứng xếp hàng, đứng ghế. Đứng đâu cũng được đúng chỗ nào đây em có thể bán được quay được vẫn cần chiếc vé này chắc đến ở chỗ kia mình sẽ đặt vào để mình ra. Khoảng bao nhiêu phút? À. Phát biểu cảm nghĩ đi anh. Phát biểu cảm nghĩ đi. Ông lái xe buýt hôm nay lại hơi ẩu đúng không? Ông lái xe buýt hôm nay chắc say rượu nên lại hơi ẩu. Ông này chơi đậm nha.
Tam Xuôi. Xuống dưới kia xem có gì không. Nắng này về ốm bỏ mẹ. Ốm được. Ốm. 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 Ốm